Chị ơi, em muốn mua thuốc giảm cân. Gần tới Tết rồi, em cần giảm cân để em mặc những bộ đồ đẹp. Chị có thuốc giảm cân nào giới thiệu cho em với? Em à, em không nên dùng thuốc giảm cân. Dùng thuốc giảm cân nó sẽ làm cho em đánh trống ngực, tăng huyết áp, đau tim, đột quỵ và động kinh.